phụ tùng ô tô Đỗ Tỉnh. Xin chào các bác nhé, em quay video hướng dẫn cách lắp cục nhạy còi 3 chế độ mua giúp em nhé. Đầu vào các bác nhé, đầu vào có đấu từ vô lăng xuống, dây đỏ là lửa sẽ là mát, nếu dây từ vô lăng xuống là lửa thì có đấu dây đỏ và dây mát bắt thành xe, còn nếu dây từ vô lăng xuống là mát thì có màu dây đen và dây lửa bắt vào cực dương vỡ quy nhé. Còn dây ra còi là hai dây này nhé, mỗi dây một còi và phải dùng hai còi khác nhau mới dùng các bác nhé, một còi không kêu được đâu, hai còi khác nhau nhé, mỗi dây một còi, đấy là dây lửa mát của còi lắp chung một hình xe là được rồi đấy. Rất đơn giản thôi.